Linh ơi, ta không gặp gỡ, thà đừng quen nhau, đừng cho hình bóng, anh không ôm ấp kỷ niệm đơn đau. Chú Thiếu, dạ. Bác. Tôi dẹp ngay đàn sáo. Sao lại dẹp bác? Có ý tưởng mới rồi, siêu ý tưởng luôn. Siêu ý tưởng? Ừ, có phong trào mới rồi, phong trào mới toe. Phong trào gì? Ôi giời ơi. Cái việc giao thông vận tải nhá, giải quyết triệt để ở thôn rồi. Vâng. Nhá, bây giờ tớ muốn đưa thanh niên tôi mình tiếp xúc với công nghệ cao. Công nghệ cao? Bưu chính viễn thông, thông tin liên lạc. Bưu chính viễn thông, thông tin liên lạc. Cực kỳ văn minh hiện đại. Vâng. Cậu muốn ghi tên cậu vào Guinness không? Có chứ. Đấy. Cháu hôm nọ đấy, chạy đua với thằng Vương Dâu có nhìn thế này. À. Chân rô bết cả lên. Cậu thấy mà có cái điện thoại di động á, chết với cháu. Đây, nó đấy. Tôi chuẩn bị đầy đủ rồi. Đây. Cậu thấy chưa? 3 cái. Giá rẻ bất ngờ. 3 cái. Ba cái chứ. Đây nha. Đây. Trung xỉu này. Trung xỉu. Vượng Dâu này. Không nhắc đến thằng đấy đâu. Không, thế còn Linh Sinh. Ở giữa. Đây nhá. Vượng Dâu cho ra ngoài bộ nhớ. Linh Sinh. Đang ngồi quấy cám lợn. Nấu cám lợn. Điện thoại di động lủng lẳng trước ngực. Trước ngực. Trung xỉu đang be bét nhà. Phi trên đường đê. Vâng. Thế cậu đang ở trên đường đê nhá. Vâng. Cậu mới thấy. Sao gọi lại thế này? Sao? Sao chế độ rung mà nè. Chế độ rung. Lúc bây giờ cậu rất điềm nhiên. Cậu rút ở trong túi ra. À nó. Anh đây. Úi dồi ôi. Cậu thấy cậu sang chưa? Ôi giời ơi. Người nông thôn mình mà cầm cái điện thoại di động mà gọi nhau nhá. Kém với người thành phố. Đúng rồi. Ôi giời chỉ ơi. Cần một cái điện thoại di động thôi là mình sang như người thành phố. Chứ còn gì nữa. Cháu ra giữa chợ, cái chỗ đông nhất ấy. À. Cháu rút điện thoại ra. Ừ. Alo, Linh Sinh à, anh đây. Anh đang nói chuyện điện thoại với em bằng điện thoại di động. Ôi, sang quá bác ơi. Cái tì ba lô trông thấy nó còn sợ nó lạc hậu hơn mình. Chứ còn gì nữa. À, thế là yên tâm rồi nhá. Yên tâm. Bây giờ nhá. À. Thế nhưng bác ơi. Hả? Thế bây giờ cháu có điện thoại mà Linh nó không có thì nói chuyện gì? Ôi hay thì tôi chuẩn bị đầy đủ rồi. Cậu mua một cái, cậu tặng nàng một cái chết ai? Mua tặng nó một cái á? Ở chị xã sao? Không, cháu mua tặng nàng một cái cho thằng Vượng Dâu nó biết, nó cũng gọi thì sao? Rồi, à thế này thì giải quyết này công bằng nhá. Mỗi cậu chịu một nửa tiền, tớ cầm máy đến tớ sẽ nói thẳng với nàng rằng hai cậu tặng nàng cái điện thoại di động này, được chưa? Thế cho nó công bằng. Nghe thế thì còn tạm được. Ừ. Thế nhưng mà về phần kinh tế thì thế nào? Ui kinh tế. Đáng làm bao. Cậu cứ giải tán con ba bé nhà kia đi. Vâng. Nhá. Cậu bù thêm một ít là cậu thừa sức chịu một nửa tiền cái này. Thế được rồi. À. Bác giải quyết con ba bé nhà cho cháu nhá. À. Cháu thêm một tí tiền vào nữa. Rồi. Bây xong. Giờ cậu cầm lấy cái máy này. Vâng. Nhá. Tớ sẽ lấy tiền sau. Vâng. Nhá. Bây giờ tớ sang bên nhà Vượng Dâu. Alo. Cậu chờ đấy. Nó sẽ gọi điện cho cậu. Chứ bao giờ cháu gọi được cho Linh? Thì chiều nay tớ cầm máy đi cho nàng, tớ phủ sóng cho nàng. Cậu tha hồ mà gọi, tha hồ mà tâm sự. Nhá. Chờ đấy thì thằng ấy nó gọi luôn đấy. Vâng ạ. Cái gì này? Đây. Nói thế này. Ai gọi? Nghe. Ai gọi? Thì cứ nghe đi. Hay là thằng Vượng Dâu? Ôi trời, cái máy của Vượng Dâu vẫn ở đây làm sao nó gọi được. Alo. Alo. Nếu như mày không trả tiền thì đừng trách tao là vô tính đó nha. Hả? Này. Ai đấy? Tôi nợ ai bao giờ đâu. Tao cho mày 5 giây để chuẩn bị. Nếu không tao sẽ đào một cái lỗ trên đầu và chôn những cái thứ rác rưởi vào đầu. À, sao lại thế? Rước họa vào thân à? Úi dồi ôi, tao trốn đấy. À nó tôi nghe đấy. Đứng đây cho mày đấy. Nếu không trồng tiền ra thì đừng trách tao vui tính nhỉ. Này, cậu có đánh bạc không? Cậu nợ nần gì ai không? Không. Này, trong máy tôi nghe đúng giọng thằng Thịnh Trọng đấy. Ôi dồi ôi, đây ai không đây? Mày đây với thằng Thịnh Trọng. À nô. Anh à. Hả? Anh đây. Sao anh về sớm thế, anh có mệt không? Anh vẫn khỏe em ạ. Em. Tối nay anh nhá, ở chỗ cũ nhá. Ừ, tối nay nhá. Chỗ nào? Em là ai đây? Sớm ạ, ai? Đấy, kia nó lại rung rồi. Đây. Của ai? Nghe đi, có khi cô gọi lại. Em à, em là ai đây? Còn 2 giây cho mày, nếu không tao sẽ bắn bể cái sọ dừa của mày ra đấy. Tôi chết rồi, tôi vừa mới chết rồi. Bác bảo với nó là cháu vừa bị cảm chết rồi nhá. Thằng Tĩnh Trọng đây.
Thịnh Trọng đấy. Thịnh Trọng ơi, thằng Chu Xỉu nó có nợ nần gì ai đâu. Ô thế mày không phải là thằng Phương Sò à? Vậy mà tao cứ nghĩ là thằng Phương Sò đấy. Báo cáo bác, em vừa mua cái điện thoại di động này ở hiệu cầm đồ ạ. À. Khổ quá, thoát nợ rồi. Đã... xuống đi. Quăng cả điện thoại. Trả cho đủ rồi. Đã trả rồi mà thoát. Mà có nợ đâu mà trả. Bác ơi, bác ơi, trả xong thì liệu có thoát không hả bác? Khổ lắm đã bảo thoát rồi. Không tiếp xúc với trình độ công nghệ cao là còn lạc hậu, không thể nào tiến bộ được. Sao lại thế hả bác? Cái công nghệ cao nó thế. Các hãng bây giờ nó cạnh tranh nhau rất là quyết liệt. Nó thông tin nghẽn mạch, nó nhảy số, nó là cái chuyện thường xuyên. Thế mà làm cháu hú cả hồn. Gì động mới chẳng gì đeo. Bác viết cái gì đây? Chuyện lạ thôn tôi. Cái này, cô Linh. Cấm điều một tất ta tất tuổi nhá. Cháu còn sát lợn về mất. Thế à, thế thì tốt rồi. Dạ. Này, cô Linh ơi. Dạ. À, tôi có một cái ý tưởng mới rất hay này. Tôi muốn mời cô hợp tác với tôi. Thôi bác ơi, ấy, cháu bắt lắm, cháu chẳng biết gì đâu. Này ngay, dạ. Nghe cái nào. Dạ. Tôi muốn mời cô đồng tác giả với tôi một cuốn sách gọi là Chuyện Lạ Thôn Thôi. Ôi, cháu chẳng biết viết gì đâu, cháu đóng bật. Này, tôi bảo cái này. Dạ. Không cần cô viết, chỉ cần cô đồng ý tham gia, cô hợp tác với tôi, cô đồng mưu với tôi là được. Nhưng mà cái gì? Cháu chẳng biết gì này, đâu này, bác ạ. Bình tĩnh nghe tôi nói này. Dạ. Này, cô nhá, cô có một lúc hai người yêu cô rất say đắm nồng nàn là Trung Xỉu với lại Vượng Dâu đúng không? Đúng không? Nhưng mà hình như là thế, nhưng mà thôi. Nhưng mà nghe nói, mà về phương diện tình cảm nhá, thì cô lại quý hai người ấy như nhau đúng không? Vâng, chẳng đứa nào hơn đứa nào. Đấy này, một cái mối quan hệ tay ba nó hết sức là phức tạp như vậy mà chưa mâu thuẫn gì cả. Vâng, chẳng mà trái lại rất trong sáng lành mạnh. Vâng, chưa? Trong sáng lành mạnh. Đấy, cô nghe này. Dạ. Thế thì tại sao mình không biết đấy là một cái chuyện lạ của thôn tôi? Hay đứa. Chứ còn gì nữa. Đây đây. Dạ. Đây nhá. Đây là hai cậu có một món quà rất lạ tặng cô. Trời ơi, điện thoại di động. Ôi đấy, cô thấy chưa? Trời ơi, thế nhưng mà bác ơi, sao thẻ giả đấy, cô gọi. Trời ơi, điện thoại di động người ta tặng cô mà lại điện thoại giả. Này, số máy của hai cậu đều nằm trong lại rồi. Cô gọi đi, thằng Vượng Dâu đang chờ máy cô đấy. Thì cháu gọi thử luôn nhá. Ừ, nhưng mà này, khoan đã. Dạ. Khoan đã, cô phải gọi đúng theo kịch bản của tôi đã định sẵn cho cô. Tôi đã đạo diễn mà. Đây, đây là phần của Vượng Dâu nhá. Cô cứ trả lời đúng như những gì đã ghi ở trong này thì tôi mới viết được cái câu chuyện lạ làng tôi. Nói tóm lại là bác nói gì thì cháu sẽ làm theo như thế là được. Cái gì thì cháu gọi trả luôn lời nhá. Đúng như là những điều đã ghi trong này thì cháu gọi luôn nhá. À, con hãy thành mơ bái phù hộ độ trì cho em Linh Sinh gọi điện cho con để con tỏ lòng yêu thương em Linh Sinh, con hãy thành mơ bái phù hộ độ trì cho con. Thiêng quá, cứ con là mô gì Phật, con là mô gì đâu Phật. Linh Sinh à, anh đây. Anh đợi em một tiếng đồng hồ mà cứ như là 60 phút vậy. Em chờ đợi anh mãi. Ừ thế à. Anh có yêu em không? Em bảo cái gì? Anh có yêu em không? Có chứ. Anh Trung. Trung nào? Anh Vượng. Anh Vượng Dâu này. Ừ. Anh có yêu thương em thì anh nhờ bác hiệp trưởng thôn ấy, bác hiệp bán cái ô tô không lối vào và cũng không có lối thoát ra đi. Anh sẽ bán vì Linh Sinh, anh sẽ bán con ô tô của anh đi, bán hết. Anh cứ mua cái ba bét nhẹ đi cho nó khiêm tốn anh ạ. Ta lấy lên một phong trào thay xe như thay áo được không anh? Thay chứ bán hết chứ, để vào kỷ lục di nhét chứ. Alo Alo, đang gọi mất sóng. Bác ơi, cháu đọc hết lời thoại của anh Vượng Dâu rồi đấy bác. Ừ, hết thì thôi, bấm máy, chào. Nhưng mà anh lại cứ thích buồn nữa cơ. Ôi trời ơi, chào, xong cúp máy. Alo, anh Vượng Dâu à, bác Hiệp bảo chào đi rồi cúp máy. Trời ơi, sao nó toạc ra là bác Hiệp bảo chào đi rồi cúp máy. Thế còn kịch cọt cái nỗi gì nữa. Thôi, bây giờ cô gọi tiếp đi, gọi cho Chu Xỉu. Lại gọi nữa? Gọi cho Chu Xỉu. Trời ơi, gọi cho Chu Xỉu nhá. Ừ. Chu Xỉu này. Rồi. Ôi ôi, có tín hiệu rồi đấy bác. Alo, anh Chu Xỉu à? Em Linh đây, em Linh Sinh đây. Em chào anh Chu Xỉu ơi,
em chán cái ba beta của anh quá rồi. Sao anh không mua một cái ô tô như của anh Vượng Dâu ấy mà đi? Em thích đi cái xe giống hết như cái xe của anh ý. À, mà anh nhờ bác trưởng thôn Đỗ Văn Hiệp, bác ấy mua hộ cho. Có cái xe ấy, chúng mình chở nhau thì hạnh phúc biết nhường nào. Chả nhẽ hình ảnh của em không được đậm đà như hình ảnh của em trong trái tim anh sao? Có phải không anh thân yêu của em? Thôi, đặt xong cút mày luôn. Chỉ giỏi cái nuôi lợn. Còn cái tình cảm của mình với bạn trai nó chả ra đâu vào đâu cả. Mình nói chuyện tình cảm bạn trai nghe này, mình phải từ tốn, có chỗ mình phải ngắt lại, mình phải giao lưu tình cảm, xem đối tác nó muốn cái gì đã. Đằng đây cô cứ đọc tuột như đọc điếu văn ấy. Tại bác ấy, bác không nói, bác lại bảo bác cứ như nào cho làm như thế. Bác phải nói là có chỗ trầm chỗ bổng thì cháu mới biết được chứ. Đúng rồi, phải có chỗ trầm chỗ bổng. Thôi bây giờ gọi lại đi, gọi lại từ đầu. Thật tình cảm với chúng tôi, phải. Gọi cho Trang Trang. Ngại gọi lại. Đấy. Alo. Anh Trung Sửu à? Em của anh đây, Linh Sinh đây. Linh Sinh ơi, sao em của lắm người thế hả? Gì? Cháu gọi nhầm cho anh Vượng Dâu. Ôi trời ơi, bà gọi cho Trung Sửu, sao lại gọi cho Vượng Dâu? Chứ thì cháu gọi lại. Thôi, gọi lại đây. Lần này cháu hỏi trước cho chắc ăn bác ạ. Rồi. Alo, anh Trung Sửu à? Ừ, Trung Sửu đây. Có đúng Trung Sửu không? Đúng rồi. Đúng 100% không? 100%. Anh Trung Sửu ơi, anh thấy ý của em như thế nào? Ý em là ý trời, anh chiều em tất cả. Anh ý bảo ý em là ý trời, anh chiều em tất cả. Tình yêu là trên hết phải không anh? Đúng rồi, tình yêu là chính, còn tiền bạc chỉ là cái quan trọng thôi. Anh sẽ thu xếp. Bác ơi, anh ấy nói cái gì anh cũng ok hết. Tốt rồi. Anh Trung Sửu ơi, anh đừng để anh Vượng Dâu, anh ấy át giọng của anh thì em buồn lắm đấy. Bác Đỗ Văn Hiệp bảo như thế. Ôi. Dạ. Sao cô lại nói toạc ra là bác Đỗ Văn Hiệp bảo như thế? Rồi. Đưa cái máy đi. Dạ. Khổ lắm ạ. À nó. Trung Sửu phải không? Linh tinh nó nhầm lời đấy. Đây là tớ gọi điện cho cậu. Tớ muốn trêu các cậu một tí. Thế thôi. Thế nhá. Này. Ừ, đừng giận. Chờ tí. Tớ sẽ đến luôn nhá. Thôi nhá, thế cúp máy nhá. Bác này. Các cậu yêu đương cái kiểu gì mà chả thiếu thể hiện gì cả. Thì bác bảo còn thể hiện thế nào nữa. Mỗi thằng bọn cháu đã 2,5 triệu để mua cho cô Linh cái điện thoại di động rồi còn gì nữa. Đấy là quà chung các cậu tặng cô ấy. Thế còn quà riêng của cậu đâu? Quà riêng? Thì theo bác thì tặng quà gì bây giờ? Ôi giời ơi, tôi gợi ý cho cậu Vượng Dâu rồi, cậu đang chuẩn bị ghê lắm. Thế bác gợi ý cho cháu với. Ôi giời, thì cậu phải tự nghĩ ra chứ. Này, cái gì mà cô nuôi dạy lợn hàng ngày cô ấy cần đến ấy? Hàng ngày hay cần đến à? À. Hàng ngày hay cần đến. À. À. Đúng rồi. Cháu nghĩ ra rồi. Đấy, đó đấy. Đúng rồi. Anh đến trước. Ê, Linh này. Dạ. Anh mang cám đến để tặng cho cô nuôi dạy lợn này. Rồi. Nhận của anh nhé. Linh ơi. Dạ. Anh mang máng và son đến để tặng em, để thể hiện tình yêu của anh dành cho em. Rồi. Em lấy máng của thằng này làm gì? Không có cám này, lợn em làm sao sống được? Không có son, không có máng của anh thì lợn em nấu cám bằng cái gì, ăn bằng cái gì? Em thấy anh nào cũng có lý. Ủa, tao mới hơn nhá. Của mày chuẩn bị đi đâu khác đi. Này, Linh nghe anh nói. Không, này. Anh nói. Này. Thôi, từ từ, bình tĩnh, từng anh nói một. Linh cứ nghe anh nói vâng. Này, riêng bao cám này là anh dành tặng cho Linh. Vâng. Bởi vì bao nhiêu hạt cám là bấy nhiêu hạt tình anh dành cho Linh. Ôi giời ơi, anh nói cho em biết đi. Dạ.
cám này lợn nhà em nó ăn đi. Vâng. Rồi nó ỉa ra phân hết. Nó làm gì con? Chỉ còn lại chiếc máng này thôi. Chiếc máng sẽ trường tồn với thời gian. Thôi tình nhiều. Yêu của anh dành cho em. Thôi ông ơi, cái máng này thì để làm gì của mày. Thôi. Thế này, em đây, hai anh nào cũng có lý. Thì bây giờ như này nhá. Bây giờ như này. Anh Vượng Dâu cầm cám. Anh Vác. Anh Trung Xỉu cầm máng. Ừ. Cả hai anh cầm cả cám cả máng. Theo đúng kịch bản về nhà bác trưởng thôn Đỗ Văn Hiệp.